Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay, xem vận mệnh và tài vận qua đường chỉ tay. Phụ nữ có ba đường chỉ tay này chính là của hiếm, sau 30 tuổi nghèo mấy cũng hóa giàu, con cái đề huề. Theo nhân tướng học, phụ nữ có một trong ba đường chỉ tay này thì sau 30 tuổi sẽ giàu sang bất chấp. Đây là kiểu bàn tay chỉ có hai đường chỉ tay chính, vì đường tâm đạo đã nhập vào đường trí đạo làm một, thành một đường cắt ngang trong lòng bàn tay. Nếu có đường chỉ tay hình chữ nhất thì bạn là người cực kỳ may mắn, bởi chỉ 1,5% dân số trên thế giới được sở hữu đường chỉ tay này. Bạn chắc chắn là những người mạnh mẽ và có khát khao làm việc rất tập trung, ý chí kiên định và không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Cũng vì thế mà con đường sự nghiệp của bạn sớm rộng mở sau 30 tuổi, đã được lên chức ít nhất là trưởng phòng, tương lai cao và địa vị xã hội được nhiều người hưởng mộ. Về gò sao mộc, sao thổ và sao thủy đầy đặn, những người phụ nữ có gò sao mộc, sao thổ và sao thủy đầy đặn không chỉ là những người được hưởng cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất do bản thân làm nên, mà từ khi sinh ra cũng sinh nhầm gia đình khá giả nên được bố mẹ cưng chiều tạo điều kiện hết mực trong cuộc sống. Khi trưởng thành, họ cũng có những đôi lúc gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp như bao người khác, nhưng với tố chất sẵn có cùng với sự ham học hỏi và cầu tiến, không sớm thì muộn họ cũng vượt qua mọi thử thách và khẳng định được về bản thân của mình và sẽ đạt được thành công lớn trong cuộc sống. Sau khi lấy chồng, đây cũng là những người vợ hiền dâu thảo khiến gia đình chồng rất hài lòng. Chồng nở mày nở mặt, họ rất biết cách lo toan, chu tất về công việc gia đình. Nhờ thế mà người chồng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp. Khả năng về tài chính cá nhân của hai vợ chồng đều rất tốt. Nhờ thế mà cuộc sống gia đình thoải mái, dư giả, không bao giờ lo túng thiếu. Về đường chỉ tay chữ X, nếu trên tay phụ nữ có đường chỉ tay chữ X là dạng hai hình tam giác đối nhau tạo thành một chữ X trong lòng bàn tay. Đây là kiểu chỉ tay rất hiếm gặp, chỉ 3% dân số trên thế giới mới có. Nếu có đặc điểm này, chắc chắn bạn sẽ là người cực kỳ thông minh và có trí tuệ hơn người, trí nhớ siêu phàm và có khả năng lãnh đạo và cả lòng vị tha, hòa đồng, bao dung với tất cả mọi người xung quanh. Vì thế, bạn không chỉ được đồng nghiệp mà tất cả bạn bè đều nhất mực yêu quý, hết lòng hỗ trợ khi cần thiết. Khi chữ X xuất hiện ở cả hai lòng bàn tay thì bạn sẽ được nhân đôi tất cả những may mắn trên và có tố chất trở thành một vật xuất chúng hơn người. Về thực tế đã chứng minh rằng nhận định này là hoàn toàn đúng, bởi Hoàng đế Hy Lạp, Đại đế và Tổng thống Nga Putin đều có chữ tay chữ X này. Về phần 2 là xem bói bàn tay phụ nữ và cách xem tướng bàn tay phụ nữ con gái rất chi tiết. Một là tổng quan xem bói bàn tay nữ. Từ xa xưa về phương pháp xem bói bàn tay nữ vẫn được dùng để luận giải về vận mệnh, công danh, tình duyên, cuộc đời của người. Trải qua nhiều năm tích lũy và đúc rút kinh nghiệm, hiện tại về thuật xem bói tay nữ vẫn được tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Xem tướng tay phụ nữ ra đời để luận giải về vận thế nhân sinh, sức khỏe, tâm lý, nhân cách và cuộc đời của một người phụ nữ. Bói bàn tay nữ giới còn là dấu hiệu nhận biết sinh mệnh theo từng giai đoạn. Xem tướng tay đàn bà, xem tướng tay phụ nữ chính là chìa khóa mở ra những thông tin vô cùng hữu ích, giúp cho con người nắm rõ được năng lực, lợi thế của bản thân cũng như thiếu sót, để từ đó biết cách và phát huy thế mạnh hoặc hạn chế điểm yếu, dần dần vươn lên và nắm bắt số mệnh của chính mình. Khi xem tướng tay nữ, người ta sẽ xem từng bộ phận khác nhau trên bàn tay, như xem tướng qua bàn tay phụ nữ, xem tướng ngón tay, xem chỉ tay và xem hoa tay, xem tướng lòng bàn tay. Cách xem tướng tay phụ nữ, bói tướng tay nữ tùy thuộc theo kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết của từng người mà sẽ có cách xem khác nhau, nhưng nhìn chung chỉ cần thông qua vài nét đặc biệt trên bàn tay là người xem có thể xác định được phần nào về người đó. Vậy xem bói tay con gái
xem bói tay nữ, tay phải hay tay trái, nhiều người vẫn quan niệm rằng khi xem tướng bàn tay thì nam tả nữ hữu, tức là xem tướng tay nam là xem tay trái, còn xem bói tay nữ thì xem tay phải. Tuy nhiên, hiện nay khi xem tướng tay, người ta thường kết hợp xem cả hai bàn tay với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Hai là xem tướng tay phụ nữ đầy đủ và chi tiết nhất. Về nhân tướng học, tay chân là tướng hình tứ chi của thân thể. Tứ chi là nhánh rễ, còn lông, râu tóc được coi là hoa lá. Chính vì thế, tay chân có ảnh hưởng với thân thể, khiến cho sự phát lộ của tứ chi làm tiêu biểu, mà thông qua hình dáng tay chân và màu sắc có thể đoán định về sự giàu nghèo, sang hèn của mỗi người. Và dưới đây là một số tướng bàn tay của người phụ nữ mà qua đó người ta có thể nhận biết về tính cách, tình duyên, cuộc đời, vận mệnh, sướng khổ ra sao của người phụ nữ. Xem bói tay con gái dài quá gối là người đại trí anh hùng, ngược lại nếu tay ngắn, dày và thô thì là người tham bỉ biển lận, còn nếu tay dài mà nhỏ thì thường hay giúp đỡ người khác. Bói tướng tay phụ nữ, tướng tay phụ nữ có bàn tay to mà thân hình nhỏ thì là người có phước lộc. Tướng người cao lớn mà ngón tay ngắn thì cuộc đời nhiều gian nan, người nhỏ mà ngón tay dài thì chủ về phúc lộc. Xem bói tay nữ giới, tướng phụ nữ bàn tay nhỏ nhưng thân hình lớn thì là người thanh cao, dù cuộc sống nghèo khổ nhưng vẫn đầy đủ về tư cách. Còn bàn tay thơm mà hơi ẩm thì đích thị người tình tứ hào hoa, và ngược lại tay hôi và lạnh là người thô bỉ, ô trược, háo dâm. Và xem tướng tay phụ nữ thon dài là người khôn ngoan mưu trí nhưng lại thiếu quyết đoán. Xem bói ngón tay nữ ngắn mà cứng là người nóng nảy, cộc cằn, dễ làm sai, làm liều, vừa ngu xuẩn lại vừa ngoan cố. Còn nếu bàn tay có các ngón xòe ra kín đáo thì là người có tài cầm của, còn ngón tay khô thưa xòe ra mà tạo thành những kẽ hở lớn thì đó là tướng phá của, không giữ được lâu bền. Về xem tướng tay nữ có ngón tay cái cứng cáp không thể hướng vào trong là thể hiện người kiên cường, nếu ngón cái cứng nhưng đầu ngón nhỏ, móng tay mỏng thì vận số chỉ ở mức độ trung bình, còn nếu độ dài các ngón tay không theo tỷ lệ thông thường thì thể hiện người tham lam vô độ hay tư lợi, tâm tư có nhiều khúc mắc về cuộc sống, dám làm những chuyện không đúng lẽ phải miễn là đạt được mục đích của mình. Xem bói bàn tay phụ nữ mỏng, gầy và khô như que tre là người nghèo hèn, bần tiện, vô tài bất trí. Ngược lại nếu tay nhuyễn mềm đó là người giàu sang. Bói tay phụ nữ có các đầu ngón tay nở to là người có phước lộc, nếu bàn tay mềm thì chủ về giàu sang. Còn lòng bàn tay phụ nữ sâu lõm, chung quanh thịt cao thì đó là người giàu có. Và ngược lại khi xem tướng tay con gái chung quanh thấp, lòng bàn tay no đầy là người hao tài tốn của, không bao giờ có dư. Bàn tay con gái tươi mịn là tướng người phú quý, bàn tay sắc màu đỏ như son là người giàu sang. Xem tướng bàn tay con gái có màu vàng như nghệ hay xanh xám cũng đều là người nghèo hèn, cùng khốn. Bàn tay trắng bệch chủ về người nghèo khổ và có nhiều bệnh tật. Xem tướng bàn tay nữ nếu cứng như móng bò không phải là tướng đẹp, chủ về người bần tiện ngu si. Nếu nữ giới có bàn tay dài, thân bàn tay và các ngón đều nhau thì chắc chắn là người giàu sang phú quý. Và ngược lại nếu tay mỏng ngắn thì là tướng tay bần hàn, tay dùi đục là người thô bỉ và cộc cằn. Xem bói tay nữ giới về mua bàn tay mà lộ gân xanh, bắp thịt rắn chắc thì chắc chắn một đời gian nan. Và ngược lại nếu bắp thịt trên mu bàn tay chắc chắn mà không nổi gân thì là người nhiều tài trí, cuộc đời sung túc. Người có bàn tay mát mẻ và ấm, nóng không đổ mồ hôi, mùa đông không lạnh lẽo thì không phải là tướng tay tốt, chủ về kẻ ngu muội và nghèo hèn. Khí sắc của bàn tay cũng nói lên nhiều về vận số của một người. Nếu khí sắc đồng đều rõ ràng, trong trắng, ngoài đen thì đó là người giàu có, tài lộc vượng,
Ngược lại, nếu trong đen ngoài trắng thì lại là tướng tài vô cùng khổ cực, bất lợi. Về những bàn tay hồng hào nhuận sắc là thể hiện người có sức khỏe tốt, hậu vận nở nang. Nhưng nếu khí sắc của bàn tay khô héo xanh xao thì rất dễ mang bệnh trong người, tuổi già chịu nhiều cực khổ. Coi tướng bàn tay phụ nữ dày có lợi hơn mỏng, nhiều thịt thì tiền tài thiên kim sung túc. Trái lại, tay mỏng nhợt nhạt và gầy gò thì suốt đời nghèo khổ. Nhìn chung, khi xem bói tay nữ giới, nếu có bàn tay và ngón tay đầy đặn là quý tướng no đủ, còn nếu ngón tay dài kín ấm thơm màu sắc hồng nhuận thì là tướng cực tốt. Còn những thông tin về xem bói, về bàn tay nữ, xem tướng bàn tay nữ giới trên đây là được tổng hợp lại nhằm giúp bạn thêm những trải nghiệm và biết được những tướng của bàn tay nói lên về vận mệnh, công danh, tình duyên và sức khỏe của một người như thế nào. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo trên các thuật xem tướng số và nhân tướng học phụ nữ đoán số mệnh khác được tổng hợp trên trang web của chúng tôi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.